Trong thời gian Đà Nẵng thực hiện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, việc đảm bảo cung cấp điện an toàn xuyên suốt cho sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ được ngành điện lực thành phố chú trọng. Ứng dụng công nghệ sửa chữa nóng lưới điện, đội hotline Điện lực Đà Nẵng sẵn sàng khắc phục mọi sự cố điện trong mùa dịch mà không gây mất điện cho người dân, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Qua công tác kiểm tra định kỳ cũng như phản ánh của khách hàng, các thành viên đội sửa chữa nóng lưới điện của Công ty Điện lực Đà Nẵng, gọi tắt là đội hotline, đã có mặt kịp thời tại các vị trí xảy ra sự cố hoặc các điểm cần được bảo dưỡng định kỳ để tiến hành kiểm tra xử lý. Những ngày đường phố Đà Nẵng vắng bóng người khi thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đó, công nhân đội hotline thầm lặng có mặt trên mọi nẻo đường để khắc phục sự cố điện. Khác với sửa chữa truyền thống là phải cắt điện mới có thể sửa chữa hoặc thay thế thiết bị điện, thì với công nghệ hotline, việc sửa chữa được thực hiện trên đường dây đang mang điện nên không gây mất điện cho người dân. Trong thời gian giãn cách xã hội thì đội hotline thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng thì vẫn đảm bảo 100% số và gồm 3 đội hotline đi xử lý các sự cố của điện lực và các công việc để đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Và cái công việc thì tần suất sẽ hoạt động sẽ nhiều hơn so với ngày bình thường, tăng cường làm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khi tiến hành sửa chữa lưới điện theo công nghệ hotline, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm các yêu cầu về kỹ thuật để đảm bảo an toàn, mỗi công nhân cũng đều ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch của thành phố và tuân thủ quy định 5K. Đảm bảo kỹ thuật là hàng đầu, mà đó là cái công việc đầu tiên để lên lưới điện. Còn ra hiện trường thì tuyệt đối tuân thủ, đeo khẩu trang, rồi không tiếp xúc với những người dân. Cho nên là cô lập nhóm công tác nào là cô lập nhóm đó, rồi về nhà là ăn riêng, ở riêng đó, chứ không có được tiếp xúc với nhau. Với những ưu thế của công nghệ hotline, thời gian mất điện do sửa chữa đã được giảm đến mức thấp nhất, đã mang đến sự hài lòng, yên tâm cho người dân. Tình trạng tài chính chưa xảy ra là bị cúp điện. Nói chung là bà con cô bác sớm diện cũng dùng điện đốt là cũng sử dụng vẫn ok. Hiện nay, Công ty Điện lực Đà Nẵng có 3 tổ sửa chữa nóng lưới điện với 24 thành viên, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 24/24. Đặc biệt, trong những ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19, sự tận tâm, trách nhiệm của đội hotline đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn xuyên suốt trong mùa dịch.